Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng vừa ký quyết định về việc công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Theo đó, quyết định đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề thủ công truyền thống, nghề làm bánh tráng Túy Loan, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa đối với nghề thủ công truyền thống, nghề làm bánh tráng Túy Loan. Nghề làm bánh tráng Túy Loan có lịch sử lâu đời. Hiện ở xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, còn 15 hộ gia đình duy trì nghề làm bánh tráng truyền thống, tập trung chủ yếu ở thôn Túy Loan. Làng nghề này gắn kết nhiều giá trị văn hóa, di sản với làng cổ Túy Loan, nơi có đình làng Túy Loan với lịch sử trên 500 năm tuổi.